Hello, chào mọi người nha. Mình đang làm cái công tác là dán kích hoạt bảo hành với lại nạp cái chương trình căn bản cho anh khách hàng ủng hộ cái code số KT86. Đây các anh chị các bạn. Code số KT86 mình gửi cho sếp Long ở Cẩm Lệ Đà Nẵng nha. Cảm ơn anh em Phan Phung cũng như các bạn luôn là ủng hộ thầy Tuấn nói phét. Mình dán bảo hành cái mình kích hoạt cái mình kiểm tra mình gửi cho sếp Long. Thì con này là con code. Anh chị các bạn cũng thấy mình review trên kênh rồi. Làm con mình nên nè. Làm video tương tác cho vui thôi chứ cũng có nội dung gì các anh chị các bạn. Con này thì nó hay. Đó. Mới nạp chương trình TD 2022 tức là Tấn David. Con này thì vừa chỉnh được cái cổng cổng mạng, cái cổng máy in, xin lỗi, cái cổng quay máy in. Đầu này là đầu vuông, gọi tức là gọi là đầu B. Còn đầu A là đầu dẹp cắm cho máy tính, còn cái này là wifi. Có thể mà không có cáp này dùng wifi kết nối với nó, laptop kết nối với nó hoặc là máy bàn có cạp wifi kết nối với nó mà chỉnh phần mềm. Này là 4 in 8 out. Mình nạp chương trình rồi. Là chương trình cơ bản thôi chứ không phải là phù hợp 100% đâu. Size của nó là size 1 U lỡ, 1 U rưỡi. Điện autovol từ 90 cho tới 20 rưỡi nhưng mà thực tế nó xuống 7-80 nó vẫn chạy vút vút. Vậy thôi chứ không có gì. Mình thân cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên cạnh không ít người ganh ghét sồn sực với Tấn David rồi vừa qua này kiếm chuyện phá kênh này nọ rồi, thì bên cạnh đó cũng còn rất là nhiều anh em yêu quý mình chờ những cái video chia sẻ cũng có mà xàm xàm cũng có. Đây cũng là một trong những cái video là không có chia sẻ gì hết, mình chỉ có quay để tương tác với anh em thôi. Đây là mình đóng gói, mình kích hoạt bảo hành, mình gửi cho sếp Long ở Cẩm Lệ Đà Nẵng thôi. Mình cũng luôn luôn phong cách là vậy á, không có gì đặc biệt. Thân cảm ơn mọi người luôn luôn ủng hộ thầy Tuấn David nói dốc nha. Thầy ở đây là nói theo miền Nam, cái danh hiệu cộng đồng đặt tặng cho mình, chứ mình không có kiến thức, không có cái gì gọi là làm thầy hết á. Vui thôi mọi người ơi. Anh em bấm dùm cái like tương tác nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ cho Tuấn David nhiều nhiều fan thêm xíu nữa. Thân cảm ơn mọi người chia sẻ video cũng như bấm like video. Thôi mình chia tay ở cái video này nha. Hẹn gặp lại ở cái video kế tiếp. Hình như là đang chuẩn bị làm một cái video chỉ cho cái ông bạn kia, ông xài cái con men lách rút pen mà có nhiều nút gạt quá, phía sau cũng không biết nó là cái gì hết, tướng lưng hết, nhưng mà thực sự ra rất là đơn giản. Thôi thôi, hẹn anh em tiếp tục video khác nha. Ok, bye bye, see you again.